Cá ban đầu màu xanh lá cây nhạt, giờ mồ hôi vô là xanh lá cây đậm luôn nè. Xin chào các bạn đã quay trở lại với 30 phút tập luyện toàn thân cùng với chú bộ đội Hubert. Hôm nay Hiệp mang áo màu xanh lá cây bộ đội cho hợp thời ha. Không biết mọi người khỏe không? Thì không biết mọi người đã hoàn thành xong cái series 4 tuần tập bụng cùng với Hubert chưa? Nếu mà bạn nào chưa tập á, thì các bạn hãy bắt đầu tập ha. Bạn có thể sắp xếp lịch tập như sau. Thứ nhất là một ngày các bạn sẽ tập 30 phút toàn thân. Rồi ngày hôm sau thì các bạn có thể tập bụng và sau đó quay lại tập 30 phút toàn thân ha. Còn nếu mà bạn muốn thử thách hơn nữa thì các bạn hãy tập 30 phút toàn thân. Ngay sau đó các bạn tập luôn phần bụng ha. Thì bảo đảm là khoảng chừng 1 tiếng thì toàn thân của các bạn sẽ đốt rất là nhiều năng lượng và săn chắc toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cái phần cơ bụng ha. Và nhớ rằng hãy cho cơ thể nghỉ ngơi 1 hoặc 2 ngày trong tuần, chỉ trong trường hợp mà các bạn đã tập 4-5 ngày nha các bạn. Rồi ok, cấu trúc của ngày hôm nay của chúng ta vẫn sẽ có 3 vòng. Một vòng của chúng ta sẽ có 10 bài, một bài chúng ta sẽ tập 40 giây và các bạn sẽ có 20 giây để nghỉ và chuyển qua bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ thử thách không chỉ sức bền mà còn sức mạnh, khả năng phản xạ, thăng bằng. Và giữa các vòng Hiệp sẽ để cho các bạn nghỉ 1 phút 30 giây lận nha các bạn. Ok, rồi bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thảm nước và bắt đầu nào. Rồi ok, chúng ta sẽ tập bài đầu tiên cho toàn bộ phần chân nha các bạn. Rồi từ đây một chân 20 giây nha. Một chân bước lên trước, co gối lại, xong bước về phía bên ha, gập người xuống. Rồi rút chân về phía sau ha, ba hướng nha các bạn. Rồi lên nè, ngang, rồi sau nha. Chuẩn bị nè, 4, 3, 2, 1. Rồi bắt đầu 20 giây một chân thôi nha. Nghiêng, giữ chân thẳng nè, bước chân về sau nè. Đó, bắt đầu tiếp tục nha các bạn. Hà xuống hít vào, lên thở, hít vào, lên thở. Rồi tiếp tục nè. Một số bạn hỏi mình hít thở như thế nào á, thì mình đang hướng dẫn ha. Rồi mình sẽ đổi chân nè, chân kia ha. Thu vô, đổi. Rồi đổi về phía sau ha, tiếp tục nè. Làm vừa phải ha, mình có tới 3 vòng lần các bạn. Cho nên thường mình sẽ để cho các bạn vòng đầu tiên tập vừa phải, lựa chọn dễ ha, không cần phải vội. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cái phần ngực cũng như là phần lưng với một bài gọi là push up row. Rồi lựa chọn dễ trên đầu gối ha. Rồi hai tay mở rộng cắt ngang phần ngực, hạ xuống hít vào, lên thở kéo của chó. Rồi xong hạ xuống đổi bên nha, siết cái bả vai lại. Rồi 3, 2, 1. Hạ xuống hít vào, lên thở kéo. Các bạn biết cái lựa chọn khó hơn rồi đúng không? Đó là nhấc đầu gối lên, hít, thở. Cố lên nha các bạn. Lựa chọn phù hợp. Các bạn có thể làm vòng đầu tiên lựa chọn dễ thôi, còn vòng thứ hai, vòng thứ ba khó hơn cũng được. Đó, kéo của chó. Cố lên nào. 10 giây, 4, 3, 2, 1, rồi, ok. Tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm một bài rất là tốt cho toàn bộ phần cơ bụng ha. Mình sẽ dùng cây này để hướng dẫn các bạn này. Rồi, tay chống đằng sau ha, để trên nước hay cái gì cũng được hết, hoặc là không cầm được, duỗi thẳng người ra gập lại, xong đưa chân về phía bên kia ha. Đó, rồi bắt đầu nè, lên thở. Hít vào, lên thở. Đúng. Các bạn cố gắng siết bụng nha. Sorry, mình mới uống nước cho nên là bị nứt cục một tí. Thở, hít, thở. Đúng rồi, rất tốt ha. Không chỉ dành cho phần cơ bụng 6 múi mà cho cái cơ oblique ở hai bên nữa. 15 giây, cố gắng lên nào. Tiếp tục, tiếp tục. 4, 3, 2, 1. Wow, mỏi, bắt đầu mỏi tí đúng không? Bài tiếp theo ha, các bạn làm bài plank jump. Bên trái nè, hai chân cùng bước bên trái, xong nhảy về phía bên phải. Bên trái ha, lựa chọn dễ hơn. Trái, bước phải, đồng thời cùng lúc nha các bạn. Luân phiên ha. Rồi chuẩn bị nè, nhảy trái, nhảy phải, hít thở đều. Nhớ nha, lựa chọn dễ cho những anh chị mà không quen nhảy á, bước chân trái.
bước chân phải ha. Đó, chỉ vậy thôi. Cố gắng 40 giây thôi các bạn. Thử thách ngay cả phần vai nè, cánh tay, cổ tay. Siết bụng lại. 9, 8, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Chúng ta sẽ đứng dậy tập một phần cardio ha. Nó sẽ có một bài khá là thú vị nè. Các bạn sẽ chạy và chạm tay chạm chân ha. Vậy nè, đây là lựa chọn dễ cho các anh chị không muốn nhảy. Lựa chọn khó hơn tí. Trái, phải, phải ha. Rồi, vô nè. Khó hơn nữa. Liên tục. Hít thở đều ha. Cái bài này có làm cho các bạn liên tưởng cái gì không? Giống là tân bóng á. Trái, phải, trái, phải ha. Cố gắng cái thập tay nữa. Cố lên nào. Làm vừa phải ha. Muốn nhẹ hơn hay là nghỉ một tí thì làm cái này. 3, 2, 1. Ok, rất tốt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cho phần thân trên, phần ngực, phần vai, bài quad push-up. Trong tư thế đâu đó thôi các bạn. Hạ người xuống, đẩy lên. Nó sẽ vô phần vai các bạn nhiều hơn ha. Đây, hít, thở, đẩy. Chú ý ha, làm dễ các bạn chỉ cần làm knee push-up hay là push-up vậy thôi. Chỉ có một số bạn muốn thử thách làm pike push-up thì theo mình down dog xong hạ xuống đẩy lên ha. Các bạn có thể thử. Cố lên nào, cố lên nào. Nhớ nhà mỏi quá dễ hạ đầu gối xuống hít đất thôi. Đẩy, thở. Rồi tiếp tục. Xin lỗi một số anh chị mới tập á, thì mình thử thách cho một số bài khá là thử thách ha. Để cho những các anh chị tập một thời gian dài rồi các bạn, anh chị có bài tập để mà mình thử thách cơ thể ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một bài khá là thú vị, đó là bear roll. Bài ở trong tư thế các bạn ha, nhấc đầu gối lên, di chuyển tay trái chân phải, tay phải chân trái, rồi xong nó thu vô. Đừng có để đầu gối của chúng ta bị hạ xuống nha. Tiếp tục, cố lên nè các bạn. Đây là một bài rất là thú vị. Ở trong giới fitness nước ngoài họ hay dùng ha. Giống một con vật đúng không mọi người? Giống khỉ nè, giống gấu nè. Những bài này nó rất là tốt. Tập toàn bộ cơ thể của chúng ta ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nằm úp xuống, làm bài Superman pull-up. Mọi người còn nhớ bài Superman pull-up đúng không? Bài Superman là chắc chắn rồi. Nằm xuống, tay duỗi thẳng, nhấc lên, kéo cùi chỏ về phía sau ha. Duỗi thẳng, hạ xuống. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, lên, thở, kéo, duỗi, hạ xuống từ từ. Tiếp tục nè. Cố lên, cố lên. Khó quá, các anh chị hạ chân xuống. Chỉ cần nhấc tay thôi, nhấc tay lên, kéo cùi chỏ. Rồi xuống, đừng có mắt nhìn về phía trước nha. Mắt nhìn xuống dưới đất. 9, 7, 6. Ok, rất tốt. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tập thăng bằng. Vừa nhảy luôn nha mọi người, một chân ha. Bài Ice Skater. Rồi, trượt tuyết. Bên trái thu về, nhảy qua bên phải ha. Giữ lại một, ít nhất một giây. Xong nhảy. Rồi, 40 giây bắt đầu nè. Thở. Đúng rồi. Các bạn được thì cứ nhìn vào video làm theo mình ha.
chân bước về sau. Lựa chọn dễ hơn, nhảy xong hạ chân xuống, nhảy hạ chân xuống ha, chân phía sau mọi người, cố gắng lên nào. Tiếp theo, 10, 9, cố lên, 3, 2, 1, rồi, rất tốt. Tiếp theo ha, tập khả năng phản xạ, fast fist, mỗi lần mà hẹp vỗ tay, hẹp là kêu xuống, đổi thì mọi người đổi bài tập ha, fast fist nè, làm hai cái lên trình, 1, 2, thu vô ha. Rồi sau đó chạy tiếp ha. Rồi chuẩn bị nè. 3. Rồi vô. Rồi đổi hai cái jump, hai cái nhảy. Rồi xong thu vô chạy tiếp. Tiếp tục. Nhảy. 1. 2. Rồi chạy. Tiếp tục. Cố lên. Rất tốt. Một lần nữa. Ok. Rồi, rất tốt. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một phút rưỡi nha các bạn. Wow, uống nước nào. Giới thiệu mọi người, đây là cái khăn mình đi Mỹ ở bang Texas thì mình trải nghiệm một cái phòng tập Orange Theory. Thì đây là một cái phòng tập nhóm thì xong họ tặng cho mình cái này, cho nên thật ra bản thân mình rất là thích về fitness, cho nên là mỗi lần mình đi du lịch ở đâu mình trải nghiệm khá là nhiều ha, cho nên là phần nào mình cũng học hỏi và sau đó mình sẽ áp dụng cho khách hàng hay là cho tất cả các bạn ha. Cho nên là hy vọng từ từ chúng ta sẽ biết được rất là nhiều bài tập khác nhau ha. Rồi 30 giây nữa nha các bạn. Rồi, các bạn còn nhớ bài đầu tiên không? Bài lunges, 3 hướng nha các bạn. Cái này rất là tốt để giúp cho cái phần cơ hông của chúng ta, cơ chân của chúng ta được linh hoạt, gọi là phần xương khớp, joint ha. Rồi chuẩn bị 10, 9, 30 giây một bên nha các bạn, 20 giây một bên ha. Liên tục ha, 3, 2, 1, rồi bắt đầu. Lên, thu vô, trái, xong bước chân về sau ha. Tiếp tục. Hít thở đều. Rồi, cố lên nào. Bây giờ chúng ta đã quen được cái bài tập rồi đúng không mọi người? Rồi đổi bên nè, 20 giây. Bước, thu vô, đổi, hạ về sau. Tiếp tục ha mọi người. Khó hơn, nhấc đầu gối lên, hạ, nhấc ha. Vòng thứ hai, đó, thử thách đấy các bạn. Rồi, ok, rất tốt. Tiếp theo bài push up row nha. Hai lựa chọn như chúng ta biết, một là trên đầu gối, hạ xuống, kéo cùi chỏ, đổi bên. Lựa chọn khó hơn, nhấc đầu gối nha mọi người. 3, 2, 1, rồi hạ đầu gối là lựa chọn dễ. Thở xuống, hít vào mũi, thở bằng miệng, kéo. Liên tục nha. Ngoài bài tập, các bài tập khác nhau, Hiệp sẽ để cho các bạn thử trải nghiệm những cái dòng nhạc khác nhau luôn nha. Phí video này Hiệp cho các bạn nghe những bài mới luôn, thử như thế nào. Hy vọng là có thể xin được bản quyền của các ca sĩ nhạc Việt để Hiệp có thể sử dụng một ngày nào đó. 6, 5, 4, 3, 2. Rồi rất tốt ha, vừa tập ngực vừa tập lưng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm bài gập đánh chéo qua lại ha. Nè, tay chống về sau, gập lại đưa qua trái, đưa qua phải. Tên tiếng Anh là windshield wiper, giống như là cái kiến của
cái xe ô tô các bạn. Khi mà trời mưa, cái kính nó sẽ đánh qua trái nè, đánh qua phải. Thì đây chính là tên của bài tập này ha. Rất thú vị. Hít thở, cố lên, cố lên. Rất là tốt cho phần bụng ha. Các bạn cảm thấy khó quá, hạ chân xuống. Rồi xong nhấc lên, đổi ha. Không muốn mà dễ hơn á, từ đây nhấc lên thôi, hạ xuống ha. Không cần đánh ha. Cố lên nào mọi người. Đa số các bài tập á, bởi vì nó xuất phát từ các nước phương Tây nhiều, cho nên là tên tiếng Anh họ đặt trước rồi. Rồi, ok, 20 giây nghỉ. Rồi, chúng ta hãy cố gắng quay lại. Sẽ tập bài plank và jump ha. Hai chân về phía bên trái, nhảy nhẹ qua phía bên phải, rồi qua trái ha các bạn. Nhớ nha, lựa chọn dễ cho các anh chị nào không muốn nhảy. Cảm thấy khó thì bước chân trái, thu vô bước phải ha. Tiếp tục. Còn khó hơn theo mình. Sau vòng đầu tiên mọi người đã khởi động rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cố gắng tiếp tục. Đốt năng lượng nào. Hít thở đều. Mồ hôi mình đổ đầy mặt luôn. Cố lên. 9 8 7 6 3 2 1 Rồi, good job. Wow, mồ hôi nè. Tiếp theo nha mọi người, chúng ta sẽ làm bài cardio. Còn nhớ không? Chào anh, chào anh. Lựa chọn dễ cho các anh chị chứ không thể nhảy ha. Lựa chọn khó hơn. Làm, nhảy, giữ, nhảy ha. Trái, phải ha. Bài này khá là tốn sức nha mọi người. Tiếp tục. Cố lên nào. Rồi, khó hơn nữa. Liên tục, liên tục. Cố lên 10 giây cuối. Come on, come on. 4 3 2 1 Rồi. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần vai ha. Pie push up. Tuy nhiên nếu mà anh chị không muốn làm á, cái trong tư thế đó, chỉ cần làm bài push up bình thường trên đầu gối hay là nâng đầu gối thôi ha. Còn ai có thể được á thì down dog. Hạ đầu xuống, thở đẩy. Rồi vô nè. Hít thở. Control. Tiếp tục, tiếp tục. Thử thách nha các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy khó quá, quay lại trong tư thế push up nha. Một số bạn hỏi mình làm sao có thể tập được cầu vai, vai ở nhà. Thì đây là một trong những bài tập rất tốt ha. 4 3 2 Rồi. Mỏi tay mà. Trời, mồ hôi kìa. Rồi tiếp theo ha, bài con gấu bò nha các bạn. Đây là một bài trong Animal Flow. Rồi, đây này, tư thế các bạn nhấc đầu gối lên, đây là bear position. Xong tay phải chân trái, đổi bên ha, đó. Tiếp tục thu vô, 2-3 bước thôi các bạn. Thì biết là một số bạn không có không gian tập, thì các bạn chỉ cần tập trong tấm thảm thôi. That's it. Đúng rồi, cố lên mọi người. Nhớ nha, nếu mà mỏi quá không sao cả, hạ đầu gối, nghỉ một tí, xong bước vô ha. Hay một số người mà cảm thấy khó quá, chỉ cần di chuyển vậy thôi nè, khỏi cần nhấc đầu gối luôn cũng được luôn. Rồi ok, tiếp tục. Chỉ cần các bạn di chuyển là tốt rồi. Tiếp tục. 6 5 4 3 2 1 Oh, rất tốt ha. Mọi người có thể lấy khăn tập với hiệp bài tiếp theo. Đó là bài Superman luôn. Thú ấp nha mọi người. Bài rất tốt cho phần cơ xô. Các bạn có thể giữ cái khăn hoặc là không cần khăn cũng được. Lên thở,
kéo rồi đẩy ra hạ xuống ha. Tiếp tục. Tiếp tục nha các bạn. Mắt nhìn xuống dưới sàn. Đừng có lật đầu lên, nó sẽ mỏi cổ. Tiếp tục cố lên 15 giây. Khó hơn. Các bạn kéo về phía sau lưng ha. Tiếp tục siết mông. Rồi, rất tốt. Rồi, bài tập Ice Skater. Thử thách thăng bằng ha các bạn. Nè. Cơ lưng nè. Cơ sò. Rồi, Ice Skater. Nhảy trái, nhảy phải ha. Trái, phải ha các bạn. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Thở. Một hơi thở, sau đó các bạn hãy nhảy ha. Khó quá, hạ chân xuống. Bật qua rồi hạ chân. Tiếp tục. Mồ hôi ướt đẫm này. Cố lên. Thật sự cái chuỗi, cái cấu trúc mà 10 bài liên tục này á, nó thử thách hơn cho các bạn luôn á. Cố lên nào. 6 5 4. Rồi, rất tốt ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài cuối cùng. Đó là bài chạy nhanh. Sau đó mỗi lần thì vỗ tay hay kêu đổi thì các bạn làm bài jump lunges 2 cái nha. Rồi, như vậy này. Chạy nhanh nè. Vỗ trái phải. Ok, rồi bắt đầu. Chạy. Hít thở đều. Chú ý lắng nghe tiếng vỗ tay nha. 1 2 rồi đứng dậy chạy. Tiếp tục. Cố lên, cố lên. 20 giây nữa. Tiếp tục. Cố lên nào mọi người. 10 9. Cố lên. 3 2 lần cuối. Rồi, ok. Rất tốt. Chúng ta vừa mới kết thúc vòng số 2 ha mọi người. Uống nước nha. Bởi vì chúng ta tập khá là tốt, khá là dài cho nên chúng ta sẽ nghỉ 1 phút rưỡi ha. Đây. Mọi người đốt được bao nhiêu năng lượng? Bản năng hẹp nè. Thấy không ta? Đó. 21 phút. 285 calories. Tùy vào cơ thể của chúng ta ha. Cơ thể to bự cho nên là tập tốn sức hơn. Một vòng nữa thôi nha mọi người, cho nên là hãy cố gắng hết sức với hiệp nè. Cố gắng á, mỗi ngày mình tập 30 phút ha. Rồi sau đó cơ thể mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đôi khi á, chúng ta suy nghĩ nhiều quá nên tập bài gì á, thì đây là cái giải pháp để làm cho mọi người. Các bạn không cần suy nghĩ nhiều, các bạn chỉ cần bấm chơi, bấm play thôi. Rồi sau đó là các bạn có thể tập theo ha. Còn hơn là các bạn ngồi coi rồi xong phân tích này nọ rất là nhiều nhưng mà các bạn tập không có tập được. Thôi chuẩn bị nè. Với lại á, mình phải tập thì mình mới hiểu được ha. 3. Rồi bước chân ha. Nhớ nha, lựa chọn dễ nè. Bước, hô vô. Trái, hô vô. Rồi hà sâu ha các bạn. Rồi lựa chọn khó hơn nha. Là bước, nhấc đầu gối lên. Bên trái, nhấc, hà về sau ha các bạn. Đó, vậy thôi. Cố gắng lên nè. Rồi, đổi bên ha. Rồi tiếp tục. Thật sự là quay video ở ngoài phòng khách như vậy rất là khó kiểm tra được cái ánh sáng, bởi vì hiện tại bắt đầu mây đen cho nên là video có lúc sáng có lúc tối, xin lỗi mọi người ha. 3 2 1. Rồi, rất tốt ha. Tiếp theo push up row.
Một số bạn hỏi làm sao có thể tăng được cân ngực á, thì một bài rất là căn bản và rất là quan trọng các bạn nên tập ở nhà, đó là push up ha. Cho nên các bạn cứ push up đúng thường xuyên là sẽ lên cân ngực thôi. Rồi, lựa chọn dễ, hạ đầu gối, hất lên thở kéo của chỏ ha, rất tốt. Lựa chọn khó hơn này, nâng đầu gối lên, thở, cố lên nào mọi người. Nếu mà các bạn ở trong phòng tập á, thì các bạn có thể sử dụng cái dumbbell kéo lên hạ xuống ha. 10, 9, 6, 5, cố lên thôi. 3, 2, 1, rồi, rất tốt ha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài đá qua phải, đá qua trái nha. Thôi, còn nhớ bài này không mọi người? 4, 3, 2, như sau ha. Quẹt lên, qua trái, qua phải, giống như là cửa kính ô tô vậy đó. Thở, nhớ nhà dễ hơn á, chỉ cần thu vô hạ xuống thôi ha các bạn. Nhớ siết phần cơ bụng ha. Tiếp tục nào. Mười sáu, mười lăm, mười, chín, cố lên bảy, come on, exhale, hạ xuống, hít vào, hai, một, rồi, rất tốt ha. Rồi, chúng ta sẽ xoay người lại nha mọi người, làm bài plank jump. Rồi, giữ đây, nhảy phải, nhảy trái, lựa chọn dễ, bước qua phải, bước qua trái. Nếu mà các bạn lựa chọn bước á, cố gắng bước xa càng tốt ha các bạn. Nó sẽ rất tốt cho cái phần eo, phần vai của các bạn. Các bạn nhảy cũng vậy, được nhảy xa hơn. Tuy nhiên các bạn cảm thấy khó chịu á, thì các bạn nhảy trên tấm thảm thôi. Trái, phải, ha. Cố lên nào. Mười giây cuối. Bốn, ba, hai, một. Rồi, ok. Rất tốt. Và tiếp theo thử thách cardio nha các bạn. Tay chạm, giống như là tân bóng đấy. Nhớ nha, lựa chọn dễ, lựa chọn khó hơn thì các bạn chạm, xong nhảy ha các bạn. Rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. 3, 2, 1. Các bạn có thể nhanh hay chậm tùy ha. Còn không thôi, dùng chân thôi cũng được. Nè, nhảy, trái, phải, vậy ha. Rồi, that's it. Cố lên, cố lên. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, rồi. Năm bài cuối nha mọi người. Rồi, nhớ nha, nếu mà các bạn không làm 5 push-up được á, và bạn không khỏe, làm bài push-up bình thường thôi. Trên đầu gối, hoặc là nhấc đầu gối nha. Còn khó hơn, theo mình 5 push-up. Ba, hai, rồi, tư thế down dog nè. Các bạn muốn dễ hơn một xíu á, co đầu gối lại, hết, thở đẩy. Tùy nha, không làm bài này không sao cả, các bạn làm push up bình thường thôi được rồi. Cố lên nào. Đây là một bài nâng cao nha mọi người. Nếu mà vai các bạn không khỏe thì không nên là hạ xuống vậy thôi, hết, thở. That's it. Rồi, cố lên, 8, 9, rất tốt, lầm mồ hôi,
Bài tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm bài con gấu bò. Rồi, trên đầu gối này, sau đó các bạn sẽ nhấc đầu gối lên và di chuyển ha. Nhấc nè, tay phải chân trái, tay trái chân phải, phải vươn chân trái, xong đó thu vô. Tiếp tục hít thở đều. Bởi vì YouTube á, thì nó sẽ có rất là nhiều người tập. Có những anh chị mới tập, có những chị tập lâu năm, có những người rất là khỏe. Cho nên là sẽ để khá bài đa dạng và lựa chọn dễ, lựa chọn khó để mọi người theo nha. Tùy vào sức của mình thôi, không sao cả hết. Hai, một. Thôi, rất tốt. Thôi, ngồi dậy một xíu ha. Làm bài Superman nha mọi người. Ai mà có khăn thì làm khăn, ai không có khăn á, duỗi tay kéo thôi nha. 5, 4, 3, 2. Rồi, đây nè, khăn nè. Kéo. Lựa chọn dễ hơn á. Cái bên chị bỏ chân xuống, thở kéo cái chỏ ha. Tiếp tục. Lên thở giữ một giây xong hạ xuống từ từ ha. Tiếp tục. Rồi, rất tốt, hai bài nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc nào. Rồi, chuẩn bị ha, ice skater nha các bạn, hai bài thôi. Nhảy trái, nhảy phải ha. Lựa chọn dễ hơn, hạ chân xuống và nhảy. Thôi, chôn nè. Thở, đều, cố lên. Tiếp tục, come on. Hy vọng là dịch qua nhanh, chúng ta sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể gặp nhau và tập trung nha mọi người. Mọi người ủng hộ không? Gặp mọi người á, nó sẽ vui hơn. Và Hiệp sẽ hướng dẫn kỹ hơn, cũng như là chỉnh một số động tác của anh chị ha. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Bài cuối cùng nha. Nhớ không mọi người? Chạy nhanh, sau đó trái, phải ha. Mỗi lần vỗ tay nha mọi người. Bài cuối cùng rồi. Cố lên nha. Rồi chuẩn bị. 3, 2, chạy nhanh nè. Rồi, vỗ tay, nhảy hai cái. Rồi xong chạy tiếp. Tiếp tục. Cố lên. Cố lên nào. Không nói nữa nha. Mười giây cuối, cố lên nào. Come on. Một lần nữa. Rồi, ok. Wow, rất tốt mọi người. Không. Wow, để chúc mừng các anh chị. Chúng ta vừa mới kết thúc 32 phút tập luyện nha các bạn. Rất tốt. Rồi mọi người cảm giác thử thách của ngày hôm nay như thế nào? Đổ mồ hôi nhiều đúng không? Trời ơi, cá ban đầu màu xanh lá cây nhạt, giờ mồ hôi vô nè, xanh lá cây đậm luôn nè. Các bạn kiểm tra, các bạn thử coi. Hiện tại là đã đốt được nè 440 calories nè. Đây 440 nha. Sau khi giãn cơ có khi lên gần 500 á. Rồi chúng ta sẽ ngồi xuống ha mọi người. Rồi, từ đây chân bắt chéo vào nhau nha. Rồi, căng giãn phần cột sống nè, chiều ngang nha mọi người. Đẩy người giữ 10 9. Hít thở. 3 2 1. Rồi đổi bên ha.
3 2 1 Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay cái phần eo ha. Tay để lên đầu gối, mắt nhìn về phía sau. Tập cái chương trình của hệ bá 30 phút á, nó không chỉ tập sức bền mà còn tập sức mạnh. Vô cơ của bạn rất là nhiều ha. Cho nên là trong sau khi mà các bạn tập 30 phút rồi á, cơ thể của các bạn còn đốt năng lượng nữa. Cô trở lên giữ lại. Người các bạn vẫn còn nóng hừng hực nè, cơ thể vẫn đang trao đổi chất tốt hơn ha. 2, 1, đổi bên. Một số bạn hỏi mình là thời gian đầu các bạn giảm 7-8kg rất là nhanh, tại sao bây giờ bị chấn lại? Chuyện đó rất là bình thường ha. Khi mà cơ thể bạn rất là nhiều năng lượng dư á, rất là nhiều mỡ thì cái tốc độ giảm rất là nhanh, 1% ha. Tuy nhiên càng về sau á, các bạn sẽ giảm 0.5% thôi. Nhưng mà không sao, cố gắng kiên trì. Cơ thể của bạn khỏe hơn, là săn chắc hơn, bảo đảm luôn. Cơ các bạn sẽ tăng hơn ha. Rồi, ok. Dây, chúng ta sẽ đứng lên. Giãn cái chân nữa. Rồi, kéo lên ha. Bởi vì thủ thuật của YouTube ưu tiên cho những cái video mà có nhiều like, có nhiều lượt thích á, cho nên các bạn hãy cố gắng. Nếu mà các bạn thích video tập luyện của mình á, hãy bấm like, bấm thích vào ở phía dưới nha mọi người, để ủng hộ mình nè. Rồi, đổi bên ha. Và hãy bình luận cho mình biết cái cảm nhận của các bạn như thế nào về bài tập của ngày hôm nay, về âm nhạc, cũng như là những cái gì mà bạn mong muốn trong những video tiếp theo ha. Rồi, ok, rồi hạ chân xuống xoay nè. 3, 2, 1, rồi, rất tốt các anh chị. Các bạn làm rất tốt ha. Rồi, trong trường hợp mà các anh chị muốn tập thêm tí nữa, các anh chị có thể tập thêm video tập bụng nha. Còn ngoài ra các anh chị có thể nghỉ ha. Và ngày hôm sau chúng ta hãy tập tiếp nha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.